quay trở lại với Thiên Vũ. Bây giờ video này là mình mời mọi người cùng Thiên Vũ khui họp một dòng sản phẩm của tên là Okara H20. Đây là bản cao cấp nhất của thương hiệu Okara về dòng đầu karaoke Việt Nam. Thì mọi người chúng ta cùng với Thiên Vũ chúng ta sẽ mở xem nó có cái gì khác biệt và nó trải nghiệm thế nào. Cùng trải nghiệm cùng Thiên Vũ ha. Mình sẽ lấy ra. Đây là một sản phẩm đầu liền màng. Đầu liền màng là tức là trong đây là đã tích hợp hệ điều hành ở trong đây luôn đó mọi người. Và thay vì chúng ta sử dụng một cái gọi là cái chân á, chân màng karaoke, thì chúng ta sẽ dùng đây là liền luôn. Chúng ta đặt ở trên ngay cái kệ TV của mình cũng được, nhìn nó cũng đẹp, cũng thẩm mỹ. Đó, hoàn toàn thiết kế thì 100% là nhựa hết mọi người ha. Nhựa và sơn bóng. Còn nhựa trắng chung là về màu phía sau thì Vũ thấy mới mở hộp ra. Và bạn mời bạn Caramel quay gần lại giúp mình cận cảnh từng sản phẩm giúp mình ha. Thì về phần sau các bạn thấy đây là cái khoảng lưới họ thiết kế ra là để tản nhiệt, để thoáng thông thoáng máy khi mà hoạt động á, liên tục. Còn đây là đây là một ngõ mà họ bỏ tắt rồi, cái đây là ngõ cổng cổng cơm. Còn đây là những ngõ line, còn ngõ out input thì có left right, có cyan và không phải, xin lỗi mọi người, đây là ngõ video và một ngõ là ngõ optical, và đây là ngõ vega, một ngõ hdmi, hai ngõ usb và một ngõ lan, và đây là pc. Và nút nguồn thì nằm ở đây. Nút nguồn thì nó sẽ dạng nút thắt mở giống như những cái cửa tủ nội thất chúng ta, nhấn vô mở ra. Rồi, và màn về thiết kế ở mặt tiền phía trước thì đây thì H20 thì nó là một màn cảm ứng. Thì giờ bây giờ mình chúng ta cùng mở lên, mời mọi người cùng Thiên Vũ chúng ta sẽ mở lên coi trải nghiệm như thế nào. Cùng Vũ mở. Hôm nay chúng ta quay video chúng ta sẽ ngồi dưới đất thôi mọi người ha. Tại hôm nay hàng nhiều lắm nên hết chỗ ngồi rồi mọi người ạ. Các bạn đang đi giao hàng, còn mình ở nhà thì mình đi quay video mùa dịch. Bây giờ hầu như là cái mùa dịch corona này mọi người mua dàn karaoke về nhà ca rất là nhiều. Rồi để Vũ có cắm vô thử cho mọi người. Rồi, mời bạn quay phim camera lại gần coi khi mà nó khởi động nguồn sẽ như thế nào. Rồi, chúng ta quay gần ở đây đi. Rồi. Đó, chúng ta sẽ bình thường, bình dân, ta ngồi dân giả vậy đi cho nó thoải mái. Đó. Và đây các bạn, ở đây mình ở tại Thiên Vũ cũng hiện tại đang làm, đây là những cái dòng, đây là dòng Việt Ca. Đó, đây là dòng Việt Ca Plus, cũng là dòng cao cấp nhất của thương hiệu Việt Ca. Còn đây là dòng Okara, cũng là dòng cao cấp nhất của Okara. Thì nói chung là Thiên Vũ thì chỉ tìm những sản phẩm là càng ngày chất lượng hơn thôi, chứ không có tìm những sản phẩm đi xuống. Đó, nên Thiên Vũ mỗi hãng thì Thiên Vũ chỉ đưa và Thiên Vũ sẽ test coi là khả năng như thế nào rồi Vũ mới đưa về cửa hàng mình, chứ bên Vũ kinh doanh là không phải là hàng gì cũng đưa vào ha mọi người ha. Thì trước giờ mọi người cũng biết Thiên Vũ là làm về đầu karaoke Android thì khá là nhiều rồi, đó quá quen thuộc với mọi người rồi đó. Cancel ở đây, ngồi đợi xíu ha. Rồi bây giờ mình thử bấm thử bài song ca gì xem nó chạy thế nào. Bạn muốn tải USA này bài mới nhưng mà mình chưa kết nối wifi. Mọi người đợi xíu, bạn muốn tải mình tải luôn. Không tìm thấy, xin lỗi mọi người là mình chưa bỏ ổ cứng vô đây mọi người ạ. Mình chưa có bỏ ổ cứng vô đây. Để mình kết nối wireless đã. Đầu tiên thì mua về chúng ta, nhiệm vụ chúng ta chỉ là kết nối cái wireless thôi. Mật khẩu. Rồi, mật khẩu là 4 số 1 ha mọi người ha. Rồi Thiên Vũ sẽ cài đặt wifi. Rồi trước khi chúng ta sử dụng sẽ cài đặt wifi, nhưng mà đối với khách hàng mua tại Thiên Vũ thì sẽ có kỹ thuật viên đến lắp tận nơi cho mình, chúng ta không cần phải ra đây đồ này nọ, mọi người cứ yên tâm vấn đề đó. Thì hiện tại đầu này nó không hỗ trợ được 5G, nó chỉ hỗ trợ được mạng wifi là 2.4 thôi nha mọi người ha. Rồi, Thiên Vũ sẽ chọn số. Rồi, ok, kết nối. Đó, coi như là Thiên Vũ cũng như là một người bạn chúng ta sẽ mở ra cho mọi người trải nghiệm.
Blue Wi-Fi sound check. Rồi, đã kết nối thành công, nó đánh UV cho đây ha, và nó đã lấy được địa chỉ IP. Đó. Ờ, nếu mà cái này sản phẩm đặt trên bàn thì các bạn có thể dùng những ngõ ở đây, hoặc là chúng ta chuẩn bị một dây internet ở sau đây cho nó mạng, chúng ta trong thời gian chúng ta trải nghiệm nó sẽ mượt mà hơn. Rồi, đây là cài đặt hotspot, thay đổi mật khẩu. Hotspot là để phát wifi để chúng ta chọn bài qua smartphone đó các bạn. Nhưng mà chúng ta đối với mà khả năng mà chọn bài qua smartphone thì hiện tại chưa có một hãng đầu karaoke nào có trải nghiệm bằng ứng dụng, và cũng như là đầu karaoke Android như là Wimmer Pro nè, Zido nè, rồi Himedia nè, thông qua ứng dụng Smart Karaoke Player Pro. Là hiện tại nếu mà trải nghiệm và sử dụng độ mượt mà, độ chất lượng thì hiện tại là vẫn chưa có một hãng nào vượt qua. Nhưng mà ở đây thì một cái sản phẩm này thì có thể là dành cho những người lớn tuổi, những bạn nào hoặc là những khách hàng nào chúng ta không giỏi và không rành rỗi về cái công nghệ, thì chúng ta sử dụng cái bản này thì sẽ dễ chọn bài hơn, đỡ phải thao tác thế này nọ hơn đó. Nó sẽ có những cái phân khúc như vậy, thì các bạn sẽ cảm thấy mình phù hợp ở cái nào thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm đó. Còn đối với Vũ thì Vũ sẽ đưa đây là top 1 của hãng Vika và đây là top 1 của hãng Okora, và những sản phẩm top 1, những sản phẩm cao cấp hơn nữa của đầu karaoke Android thì các bạn cũng đã biết Vũ đã đang làm đó. Giờ mời chúng ta trải nghiệm online đi. Hiện tại thì mình chỉ vô chọn online, nhạc online, mình chọn nhạc YouTube đó, mình thử bài gì nó mới sai lầm của anh Đình Dũng đi. Đó, thì mình xem coi đang tải dữ liệu, bạn chờ chút nhé. Hiện tại cái mạng internet mà 2.4 của Vũ á, thì nó đang bị lỗi, nó có phần là nó hơi chậm tí xíu, thì mọi người cũng thông cảm ha. Đúng ra là Vũ, cái mạng của Vũ là nó sẽ chạy 5G, tại vì đa phần của Vũ cũng xài 5G không à. Rồi. Rồi, phát. Đã chọn. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lay nhạc vàng rồi. Ở đây thì không có tiếng tại vì Vũ không có cắm dây mạng thôi, để mình kéo lên cho các bạn xem luôn, cắm tiếng cho các bạn luôn. Tôi đây, mời các bạn lên đây. Rồi. Ở đây là hôm nay hàng về, các bạn thấy hôm nay hàng về cho khách rất nhiều các bạn. Đây là những sản phẩm mà mình đang chuẩn bị giao cho khách đây. Nó hơi bừa bộn tí xíu, mọi người thông cảm cho Vũ nha. Rồi. Mình cắm dây internet, mình cắm dây dây nhạc vào. Rồi mình sẽ cắm dây nhạc vào. Rồi. Lên. Vậy là chúng ta được rồi, đơn giản. Để mình xuất HDMI luôn cho các bạn coi trên màn hình TV luôn ha. Ở đây các bạn có thể mở và hát ở đây. Ở đây mình có thể ví bỏng đây là một cái bàn, một cái kệ TV của mình á. Nhìn về nội thất, về thẩm mỹ á, các bạn đặt như thế này, các bạn để cho cái kệ ngay chỗ TV chúng ta, thì chúng ta đến chúng ta chọn bài thôi, cũng rất là thẩm mỹ. Các bạn cứ hình dung đây là cái kệ TV của mình mà đặt lên luôn. Rồi mình lấy cái HDMI. Rồi mình cắm HDMI vào. Đó các bạn thấy không? Đây là đang YouTube nên chúng ta sẽ không có mở lời được. Khi nào chúng ta mà hát nhạc trong ổ cứng thì chúng ta có thể mở lời ca sĩ được, còn đây là chúng ta đang hát online vì Thiên Vũ chưa gắn ổ cứng vào. Hiện tại ở đây chỉ là hát online trên YouTube thôi. Về cái phần mà cảm ứng của cái đầu karaoke này thì Thiên Vũ đánh giá nó ở chỉ khoảng mức là 6 và 7 điểm thôi về cái độ cảm ứng. Còn đối với đầu Vika
Mời mọi người đây ạ. Ở đây đối với người với cái đầu karaoke Việt Ca thì về độ nét của LCD thì nó có phần nét và sáng hơn và sắc nét hơn nhiều so với đầu Okara. Độ cảm ứng của nó thì Thiên Vũ đặt cho nó ở mức 8 điểm, cũng khá là nhạy vì nó sử dụng là điện dung, cũng khá ok. Nhưng mà hai giao diện thì có thể là design bởi hai giao diện nên các bạn thấy bên kia nó không, chứ còn nói về độ nhạy thì Thiên Vũ cảm giác này có nhạy hơn một tí xíu so với đầu Okara. Ở đây Thiên Vũ sẽ không đánh giá thiên hoặc là giới thiệu bất kỳ một sản phẩm nào, mà Thiên Vũ đang khai thác về cái trải nghiệm của mình cho mọi người cùng thấy và để mọi người sẽ đưa ra quyết định của mình. Mỗi cái có một cái lợi thế riêng, một cái điểm mạnh và một điểm yếu riêng. Còn nếu mà giữa hai cái đầu karaoke này về chất lượng âm thanh thì nó sẽ, nếu mà nó về chất lượng âm thanh thì nó sẽ có thể là không bằng được cái đầu mà karaoke Android chuyên dụng mà Vũ đã từng làm trước. Nhưng mà nói về cái tiện ích mà dễ sử dụng hơn nhiều người thì cái đầu này cũng có thể một phần nào đó về cái nó giảm thiểu vấn đề công nghệ quá. Đó, thì đó. Luôn cả về karaoke YouTube thì những cái đầu karaoke Android Vũ trước cũng từng làm thì YouTube nó sẽ được Full HD, nhưng mà đối với cái đầu này chỉ sẽ được 480 và 720 là ok thôi. Đó. Đó là những cái ưu điểm và những cái đầu mà Thiên Vũ đang kinh doanh. Hiện tại tất cả sản phẩm này Thiên Vũ đều đang kinh doanh tại showroom của mình hết. Các bạn có thể đến showroom 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5. Chúng ta có thể trải nghiệm được 3 dòng đầu cùng một lúc. Chúng ta sẽ cảm giác là phù hợp với sản phẩm nào thì chúng ta sẽ chọn sản phẩm đó. Một video ngắn như thế này thôi để giới thiệu cho mọi người về những dòng sản phẩm này. Mọi người Thiên Vũ sẽ làm, có thời gian sẽ làm những review sâu hơn cho từng chiếc sản phẩm. Nếu mọi người thấy video hay, đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.